Chúng tôi là ngư dân biển Đông, đang tiến về điểm nóng Hoàng Sa, nơi mà chúng tôi bị rượt đuổi bất cứ lúc nào. Đó là họ, là những ngư dân can trường, ra khơi bám biển giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Hãy cùng tôi cuộc sống dân biển ra khơi để thấy nơi đó có gì nhé. Con Tịnh có điều gì muốn chia sẻ không? Tăng tay rồi bà con ơi. Lúc kia đi đau cụ cho nó khỏe, tay cho nó khỏe như thế nào cho mọi người cho nó vui. Đi gặp chút chút có cảnh mình anh thân nhiệt đới. Giống tàu hải quân Trung Quốc chạy mạnh dữ ta. Chạy tiêu rồi. China boat wow. Số là boat 3 con 2 anh em. Thấy một tàu hải quân Trung Quốc chạy tới mình, bây giờ mình sẽ giấu hết tất cả các trang thiết bị, máy quay, máy tính rồi hết rồi bà con. Nhưng mà tại vì lần đầu tiên mình đi ra thì mình thấy là mình sợ, là chỉ sợ là người ta lên người ta tịch thu hết tất cả các máy móc của mình là trên chiến này. Mình xin giới thiệu là đây là Nhật nha mọi người. Giờ này cũng sáng gần rõ rồi bà con. Cảm giác chặn cái đầu đó, từ để cho nó về sau đã, để về sau rồi giớ vào đúng tay. Sầu quá. Gần chim ơi, nó gần nhả rồi. Mày, sát. Cầm sao rồi thắng đó.